Thực ra nó hơi muộn tí, nhưng mà chắc các bác cũng xem được vì các trường học nhé. Em à, đây là chiếc cầu nhà em, đây là chỗ của anh Vũ Vinh, giáo viên trường bản vẽ nhé. À, đây là sinh CEO Bình này, CEO Bình ở đâu, Sung Sung rồi đấy, cái Sung rất đẹp luôn, quá tuyệt vời. Vâng. À, các trường học cần những cái cây cảnh mini này, các hệ thống cây còn lại để trang trí. Ơi rồi bố chém gió tí. Đây là cây lục vừng nhá, cây lục vừng mini này đấy, thế này là thấy dáng trực. À, đâu cái gì nhỉ, à, nếu quay đường này gọi là dáng 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 lân. À, đây là cây sung tiếp theo. Một cây sung tiếp theo luôn, quá đẹp luôn, đang ra lộc mơn mởn luôn. Cái này em nói các bác luôn đấy nhá, em vặt lá này đấy, cái này ăn ăn gỏi tuyệt vời. Đấy cây sung tiếp theo nhá. Cái cây này thì vừa cải tạo cải lão hoạt động lại, em không biết là tên nó là cái gì bởi vì bây giờ là ông chủ không ở đây. Trước cổng trường mầm non này chị nhá, đây là cây hồng, cái đấy thì không giới thiệu nữa. Đây một cái súng tiếp theo này, lên chậu hết rồi, bây giờ là thực hiện lên chậu hết rồi. Sao rồi rồi rồi, để bố ngồi bố giới thiệu tí nhé. Đây các cây Đây, hoa của tiếp bác theo Vinh này, mà, không phải của bố đâu. rồi biết là của bác Vinh thì bố đang giới thiệu. Nào chào các bác đi. Bây giờ là 10 giờ rưỡi đi. Còn Giờ rưỡi của bố á? mấy giờ rồi? 22 giờ. 22 giờ. Đây là một cây lục vừng nữa, cây lục vừng này vừa đem lên đấy, ang chân đang để trên xe nhá. Đây cây lục vừng quá đẹp luôn, đường Bố cho vanh. ốc sen cho bố. Đường đường vanh lục vừng này hiện tại là, nếu mà tính ra vanh á thì cái lục vừng này, cái vanh chân của nó rơi vào tầm 40 vanh, 20 ngang. Cây lục vừng nhỏ rất là đẹp luôn. Thì em giới thiệu lại nhá, đây là cây lục vừng này, đây là lục vừng này, cây sung này rất rổ phong, cái này đặt bàn được hoặc là trong phòng làm việc được, quá đẹp luôn. Em nói sự các bác, bây giờ nếu mà em nhìn từ nãy rồi, cái ang này là ang đẹp nhất, quá hay luôn này. Đấy nhá, chiêu bóng cắt hàng dáng thủ thế quá đỉnh luôn. Đây em quay nhá, em quay cây này, cái này bây giờ anh Vinh anh bán rẻ thôi. Vâng, anh đang bán giao giá nó chắc khoảng tầm rơi vào tầm 25 đến 30 triệu. Chưa vậy thôi, nhưng các bác thích thì các bác liên hệ với anh Vũ Vinh ở cổng trường mầm non xã La Trì nhá, đường cây sang đi lên. Đây cây thứ hai, cây này đặt bàn cũng được này, đây là cây sung, vẫn là sung. Vâng đấy, dòng sung đấy, hôm nay em giới thiệu rồi, bây giờ mà lượn qua một chút để các bác hoa hồng thì không nói rồi. Đây cây cây đơn nhỏ nhỏ này, quá tuyệt vời luôn nhá. Vâng đấy, bây giờ em trở về nhà em đây. Vâng chào các bác.